Mấy người này đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên bị một con cá mập zombie tấn công, ngỡ tưởng nó là cá nên không thể di chuyển trên cạn được. Ai ngờ vừa nói xong thì từ bụng của nó mọc ra một đống chân, cái quần què gì thế này, kết quả cả đám phải bỏ chạy rẽ cả đất để bảo toàn tính mạng. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Xin mời cả nhà cùng tôi xem bộ phim siêu hay và ý nghĩa này nhé! Tendo là một sinh viên mới ra trường tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, mang theo hoài bão lớn lao anh xin vào làm việc trong một công ty quảng cáo có danh tiếng ở thành phố. Mới đầu mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ khi đây là một môi trường đầy năng động, đồng nghiệp thì luôn vui tươi, đã thế còn có một chị tiền bối hết sức quan tâm đến nhân viên mới như Tendo. Mới chỉ có một ngày thôi mà nam chính đã bắt đầu mơ về một công việc toàn màu hường, nhưng hiện thực phũ phàng như một cái tát vã thẳng vào mặt của Tendo. Anh phải làm việc tăng ca từ sáng đến tối muộn mỗi ngày, việc cũ còn chưa xong mà lão sếp khốn nạn như lão sếp mồm lông của tôi lại giao thêm việc khác. Được có một tuần mà nhìn người không khác gì cái xác sống di động, đúng là bán mình cho tư bản nó khổ thế đấy. Đến sáng người ta bắt đầu đi làm thì nam chính mới kết thúc công việc trở về nhà. Có kèo thơm thì đồng nghiệp húp hết, còn kèo thối thì đùn đẩy hết cho anh, đến mức ăn nằm ỉa đái tại công ty mới mong làm cho kịp tiến độ. Đúng như ban đầu lão sếp nói công ty là ngôi nhà thứ hai của các bạn, may mà có bà chị tiền bối xinh xắn Ozawa thường hay hỏi thăm chăm sóc. Chán đời nam chính rủ thằng bạn chí cốt tên Kenichiro ra quán nhậu cho đỡ buồn, anh ta khuyên Tendo làm mà cảm thấy áp lực quá thì nghỉ việc luôn cho nó nhanh. Sống ở một cái công ty chuyên bóc lột sức lao động như vậy thì sớm muộn cũng thành một chiến binh thoát vị đĩa đệm, không thì binh đoàn tăng huyết áp mà chết. Hôm sau Tendo miễn cưỡng thức dậy và đi làm như những ngày bình thường, vừa xuống dưới cầu thang thì bị dọa cho đái cả ra máu. Ông hàng xóm bỗng dưng bị biến thành xác sống rồi đuổi theo khiến anh sợ hãi chạy tột lùn, không biết từ đâu mà xuất hiện thêm rất nhiều những thây ma khác. Tendo chẳng hiểu chuyện quần què gì vừa xảy ra cứ thế mà chạy vớt vát cái mạng của mình trước đã. 22 năm qua chưa biết mùi đời là gì, lỡ bị cạp cho một miếng thì đúng là chán chẳng buồn lói. Tendo theo lối cầu thang bộ chạy lên trên sân thượng của tòa nhà, sau đó phóng thật nhanh trèo qua bên kia hàng rào, nhờ vậy mà thoát được đám thây ma gớm ghiếc kia. Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh thành phố đáng sợ không khác gì ngày tận thế, tuy nhiên nam chính lại là loại người có thể tìm ra điều tích cực trong mọi vấn đề. Giờ zombie khắp nơi như thế này thì rõ ràng mình không cần phải đi làm nữa, đúng là tuyệt vời ông mặt trời, lâu lắm mới có được cảm giác thoải mái thế này. Tendo hí hửng nhảy múa tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên của mình trong một năm đi làm trước sự chứng kiến của đám xác sống, quẩy mệt quá thì làm ngụm nước cho nó đã cái lư. Bỗng dưng lúc này anh nhớ đến bà chị xinh đẹp làm cùng công ty, không biết chị ấy có bị biến thành zombie không, thế là Tendo liền nhắn tin hỏi thăm Ozawa. Ai ngờ cô ấy lại gửi cho địa chỉ và nói rằng bố mẹ chị đi vắng rồi, chị cần người tâm sự đêm nay, đúng là không có gì truyền năng lượng mạnh mẽ bằng việc có gái nhắn tin. Nam chính như được tiếp thêm sức mạnh đạp xe với tốc độ bàn thờ, lạng lách đánh võng các kiểu con đà điểu vượt qua hàng trăm con zombie để đến với tiếng gọi tình yêu. Tới nơi thì thấy Ozawa mặc bộ đồ ngủ rất mờ lem vội ôm chầm lấy cậu, tưởng sắp được lái máy bay nhưng có vẻ chị ấy đang rất hoảng sợ, đột nhiên trong phòng xuất hiện một con zombie bước ra. Ồ, đây chẳng phải là lão giám đốc bóc lột sức lao động hay sao? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Mà sao hai người lại ở cùng nhau nhỉ? Tendo lấy hết sức đẩy lão sếp bay vào tường, còn Ozawa thì tự tay tiễn hắn ta bay thẳng xuống suối vàng. Nam chính lúc này nhìn bức ảnh mới ngớ người, hóa ra hai ông bà này mèo mả gà đồng với nhau. Đột nhiên Ozawa ngã xuống đất, sau đó co giật như thằng nghiện lên cơn thèm thuốc. Thì ra cô ấy đã bị cắn và đang biến đổi thành một con zombie chính hiệu. Nhìn bà chị dù có ngon đến mấy em cũng xin phép cáo từ hẹn méo gặp lại. Nói rồi nam chính bỏ chạy muốn tụt cả quần để trở về ngôi nhà thân yêu, ngồi một mình trong căn phòng cô đơn Tendo buồn bã tiếc nuối cho cái lò hư hỏng. Cứ tưởng sắp có cám cho chim ăn rồi ai ngờ lại bốc phải cám hết hạn sử dụng. Anh nghĩ rằng trong hoàn cảnh như thế này thì chẳng biết ngày mai sống chết ra sao. Lỡ bị zombie cạp cho một cái thì bay màu luôn. Vậy nên Tendo đã quyết định viết ra một danh sách 100 điều mình muốn thực hiện trước khi bị biến thành xác sống. Sống là không chờ đợi, ngay sáng hôm sau nam chính đã lập tức bắt tay vào thực hiện danh sách của mình. Điều đầu tiên là phải dọn dẹp lại căn phòng yêu quý cái đã, nhà sạch thì mát, bát sạch thì thơm. Sau đó một mình đi đến siêu thị để mua đồ, cứ bò Wagyu A5 tôm hùm với cua hoàng đế mà dã. Thôi đúng là có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng có ngày mình đi mua đồ mà không cần nhìn giá luôn, tiếp theo đi đến tiệm làm tóc. Tự nhuộm cho mình một quả đầu trẻ trâu đầy màu sắc nhất có thể, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải trở về quả đầu màu đen truyền thống cho nó đàng hoàng. Tendo còn tự tay hoàn thành bức vẽ chân dung của mình tại một tòa nhà chọc trời, đúng là nghệ cả củ. Trên đường đi qua tiệm tạp hóa thì tiện tay hốt luôn đống pháo hoa ở trong đây, kể ra sống như này có khác gì thần tiên đâu. Mỗi tội chẳng biết có được lâu hay không, về nhà còn không quên chọc chó cho đám zombie đuổi theo, trò này ở Việt Nam dễ bị đi chích ngừa dại lắm. Mà đạp xe mệt quá thì nhảy luôn con khối phân lớn nẹt bô sang lửa cháy phố cho nó máu. Tối hôm đó, Tendo tự tìm kiếm niềm vui bằng cách bắn đống pháo hoa vừa lấy được lúc sáng.
Nhìn thì đẹp đấy, thế nhưng anh vẫn cảm thấy buồn vì cô đơn. Sáng hôm sau, anh ung dung tự tại tổ chức một buổi BBQ nho nhỏ bên trên sân thượng. Nhưng đến lúc ăn thì mới phát hiện là thiếu muối ớt xanh, cay đồ nướng mà thiếu gia vị thì khác gì thịt chó thiếu riềng mẻ mắm tôm cơ chứ. Miếng ăn là miếng tồi tàn thế nên nam chính đã liều mình đến siêu thị để lấy thêm mấy lọ gia vị. Bất ngờ anh bị một người đeo mặt nạ đạp cho một cái, còn suýt nữa ăn thêm một gậy. May mà kịp thời giải thích rằng mình không phải là zombie, chứ không thì giờ này đoàn tụ cùng tổ tiên rồi. Ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt của người bí ẩn kia, Tendo đã bị trúng tiếng sét ái tình. Người đâu mà sinh dữ vậy trời. Shizuka tưởng nam chính là một kẻ biến thái nên cũng hơi rén. Cô nói rằng mình đến đây để tìm nhu yếu phẩm giống như Tendo. Đang chém gió hăng say thì phát hiện bên ngoài có người bị tấn công. Nam chính tốt bụng lập tức chạy ra để giúp đỡ, nhưng thân mình còn lo chưa xong nữa là đi lo chuyện bao đồng. May mà Shizuka kịp thời ra tay giúp đỡ, không thì Tendo chắc đang làm bữa trưa vui vẻ cho con zombie đó rồi. Anh mở lời mời cô bạn xinh đẹp này về tham dự BBQ tại gia của mình. Tôi mặc dù xinh đẹp nhưng không dễ dụ vậy đâu nha. Nói rồi cô đạp xe đi mất hút khiến anh chàng ở lại tiếc ngẩn ngơ. Về đến nhà, Tendo mới nhớ ra không biết thằng bạn chí cốt của mình còn sống hay ngỏm củ tỏi mất rồi. Thế là dùng điện thoại gọi hỏi thăm tình hình. Ai dè Kenichiro đang gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan. Đêm qua nổi hứng đến quất lâm tự hút sò lông thì đột nhiên cô gái kia hóa thành zombie, dọa cho anh ta sợ teo cả vòi đến giờ vẫn chưa cứng lên được. Cũng may lúc đó muốn thử cảm giác 50 sắc thái nên đã trói cô ta vào tường, nhờ vậy mới giữ được cái mạng què này. Nhưng bây giờ bên ngoài lũ thây ma đang bao vây xung quanh không cách nào chạy thoát được. Tendo nghe xong câu chuyện liền lập tức lên đồ phóng xe đến để giải cứu bạn mình. Anh còn kéo theo vài con zombie nữa cho nó thêm phần kịch tính, vượt qua bao khó khăn cuối cùng cũng đã đến nơi. Anh dùng loa Bluetooth để đánh lạc hướng đám thây ma đang đứng trước mặt, bọn chúng nghe thấy tiếng hát của Lệ Rơi liền lập tức lao vào sâu xé. Nhân cơ hội đó, nam chính vội bật tốc hành băng qua đám zombie còn lại, vì từng là một cầu thủ bóng bầu dục xuất sắc nên cũng có tí kỹ thuật để sử dụng trong hoàn cảnh này. Cuối cùng cũng đến được chỗ của thằng bạn chí cốt, nhưng hai người còn chưa kịp hỏi thăm nhau thì đám zombie đã kéo đến. Thế là họ đành phải bỏ chạy lên sân thượng, nhờ vậy mới có thể trốn thoát khỏi bàn tay tử thần. Kenichiro đưa Tendo đến chỗ làm của mình và nấu cho thằng bạn thân một bữa để cảm ơn. Sau đó cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau, đột nhiên nam chính nói rằng mình muốn làm một thứ gì đó thật lớn lao như làm siêu anh hùng chẳng hạn. Chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ những người bị bọn zombie kia tấn công, nhưng một người bình thường thì sao có thể phóng tơ như nhện nhọ hay trâu bò như khổng lồ xanh chứ. Để trở thành siêu anh hùng, Tendo nói rằng mình cần đến Viện Hải Dương học và mượn tạm bộ giáp chống cá mập ở đó. Với bộ đồ này thì những vết cắn của bọn zombie chỉ là muỗi đốt cột điện. Nghĩ là làm, họ quyết định sẽ đi tìm nhu yếu phẩm cho chuyến đi sắp tới. Cả hai đang trên đường đến siêu thị thì nhìn thấy một chiếc xe khách đang bị tấn công. Tendo liền ra hiệu cho mọi người hãy nhanh chóng chạy vào lãnh nạn trong siêu thị. Tình cờ là Shizuka cũng ở đây và đang phải chật vật chống lại đám thây ma. Nhưng kẻ địch quá đông và nguy hiểm nên chuồn là thượng sách. Một chiếc xe khách hơn 50 người mà chỉ còn sót lại đúng 4 người. Họ nói rằng mình đang trên đường đi đến Viện Hải Dương học vì nghe đồn ở đó có một khu an toàn mà zombie không thể tấn công vào. Nhân tiện trong siêu thị có sẵn mồi ngon với rượu. Thế là họ tổ chức luôn một bữa nhậu chờ đám zombie bên ngoài tản ra thì mới di chuyển được. Hai cô em xinh tươi này giới thiệu rằng mình làm tiếp viên hàng không. Sáng bay lắc còn tối thì tranh thủ đút cám cho chim ăn kiếm thêm thu nhập. Thấy Kenichiro ngon trai nên cũng có cảm tình. Sẵn có men rượu nên họ rủ nhau làm vài ba hiệp cho nó máu. Ai ngờ đang khúc dạo đầu thì đột nhiên một con zombie lao ra tấn công. Hóa ra ông bảo vệ vào cùng lúc nãy đã bị cắn. Thế là cả hai cô tiếp viên kia cũng bị biến đổi. Mặc dù rất tiếc nuối cho hai cái lò hư hỏng nhưng thanh niên Kenichiro lúc này cũng chỉ biết bỏ chạy mà thôi. Ngay khi anh ta sắp bị thơm cho một miếng thì may mắn Shizuka nhanh trí bật loa lên để thu hút lũ zombie thoát chết, nhưng Kenichiro vẫn bị sốc tâm lý đến nỗi tè ướt cả quần. Shizuka bên này bị đám zombie truy đuổi, cô cố gắng chạy thoát thân nhưng trong cái siêu thị chật hẹp này thì biết chạy đi đâu bây giờ. Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi lông nách thì Kenichiro đã kịp thời dùng pháo hoa để đánh lạc hướng, sau đó cả bọn nhân cơ hội bỏ chạy tột cả lùn. Họ lên một chiếc xe du lịch rồi đạp hết ga hết số để thoát khỏi đám xác sống, và cũng tình cờ rằng trong danh sách của Tendo cũng có một việc anh muốn làm. Đó là được đi phượt trên một chiếc xe du lịch. Những ngày sau đó họ vui vẻ rong ruổi khắp trốn để đi đến Viện Hải Dương học. Cùng nhau làm mấy trò điên điên khùng khùng như thử tập yoga trên ván chèo hay là chơi dù lượn mạo hiểm. Cuộc sống tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Nếu như không có cái đại dịch zombie thì có mơ cũng không ngờ rằng mình sẽ được trải nghiệm những điều thú vị này. Quãng thời gian đó cũng đã giúp cho mối quan hệ giữa ba người trở nên khăng khít hơn. Và Tendo cũng đã hoàn thành được kha khá việc trong danh sách của mình rồi. Cuối cùng sau mấy ngày di chuyển thì họ cũng đến được Viện Hải Dương học. Thế nhưng chiếc xe đột nhiên nổ lốp mất lái khiến nam chính đập đầu vào tủ ngất trên cành quất. Tỉnh dậy thì bất ngờ nhìn thấy trưởng phòng cũ của mình đang ở trước mặt.
Thì ra anh ta cùng với những nhân viên sống sót của công ty đã chiếm đóng thành công viện hải dương học này, vì ở đây có rất nhiều cá nên họ không phải lo lắng về thực phẩm. Xung quanh thì tận dụng hàng rào có sẵn để ngăn cách với đám zombie bên ngoài, chưa kể họ còn có rất nhiều xe tải để đi lấy nhu yếu phẩm từ những siêu thị trong thành phố nữa. Đây có thể nói là một thiên đường sống giữa đại dịch, nhưng muốn ở lại nơi này thì phải làm việc rất vất vả. Họ chỉ được cấp cho phần ăn rất nghèo nàn, chỉ có mỗi mấy miếng lương khô. Trong khi đó, đám của ông trưởng phòng lại được an toàn mỹ vị nhân gian, vì chúng là những người quản lý ở đây nên muốn ăn gì cũng được. Tưởng thoát được kiếp bóc lột rồi, nào ngờ vào đây Tendo lại trở thành chân sai vặt cho đám người này. Đúng là đen như tiền đồ chị rộng. Kenichiro thấy bất bình định đứng lên đòi quyền lợi. Một người đàn ông đã cản anh lại và nói rằng đó là luật của nơi này rồi. Nếu muốn được ở lại đây cho an toàn thì đừng gây sự làm gì. Thế nhưng lúc này ở bên ngoài một con zombie đã chui được vào thùng xe tải chở đồ tiếp tế mà người tài xế không hề hay biết. Khi chiếc xe quay trở lại căn cứ họ mở thùng xe ra thì bất ngờ bị tấn công. Rất nhanh hàng loạt người khác đã bị lây nhiễm khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Mấy người này đang định lặn xuống bắt cá cho bữa ăn tiếp theo thì bất ngờ bị đám thây ma lao đến tấn công. Trong khi đó Kenichiro gọi thằng bạn trí cốt ra ngoài để tâm sự. Anh ta nói muốn cả ba người hãy cùng nhau rời khỏi đây mà sống tự do như trước kia. Ở trong này không những phải làm việc vất vả mà lại còn bị đám người kia bóc lột sức lao động. Nhưng Tendo không đồng ý và bảo rằng bên ngoài quá nguy hiểm. Anh lo lắng cho an toàn của mọi người nên không muốn rời đi, sau đó trở vào bên trong để tiếp tục làm phận cu li. Phải đến khi Shizuka chửi thẳng mặt thì anh mới tỉnh ngộ. Trước đây cậu từng là người muốn làm những điều mình thích cơ mà. Sao bây giờ lại trở thành kẻ hèn nhát sợ chết vậy hả? Nếu sống mà cứ như thế này thì thà bị zombie cắn cho bớt đau khổ. Cậu phải sống sao để không bao giờ hối tiếc chứ? Tên trưởng phòng nghe thấy điều này nên tiến đến châm chọc Tendo. Hắn ta cho rằng anh chỉ là một kẻ yếu đuối luôn làm theo những gì mà người khác sai bảo. Còn giật lấy bản danh sách rồi chà đạp nó dưới chân. Kenichiro thấy ngứa mắt liền xông tới quật ngã hắn ta xuống đất và giành lại bản danh sách. Tendo ưỡn ngực thông báo tôi xin trân trọng tuyên bố chính thức nghỉ việc từ hôm nay và tôi cũng méo cần thằng một lần như anh phải đồng ý. Mới tỏ ra ngầu trước mặt gái được một lúc thì đám zombie đã tấn công vào đây. Tên trưởng phòng thấy thế thì đẩy hai nhân viên của mình lên thế mạng, còn hắn ta thì bỏ chạy tụt quần. May mà Tendo tốt bụng lao đến giúp đỡ mới giữ được tính mạng, sau đó họ vội vàng chạy đến một hành lang để ẩn nấp. Nhìn thấy tên trưởng phòng ở đó, Kenichiro tức giận lao đến tính dạy cho hắn một bài học. Nhưng chưa kịp làm gì thì một chú baby shark từ dưới nước bay lên sơi tái một người trong nhóm của họ. Thì ra con cá mập này ăn thịt mấy con zombie nên cũng đã bị nhiễm bệnh, nhưng sợ thế thôi chứ nó là cá thì làm sao mà tấn công trên cạn được chứ. Mọi người cũng nghĩ thế nên tạm thời yên tâm, nhưng đúng lúc này nó lại mọc ra một đống chân từ dưới bụng. Sao trông nó lại ảo ma Lazada như thế này? Con cá mập zombie bắt đầu đứng dậy và truy đuổi tất cả mọi người ở đây. Bọn họ nhanh chóng tìm được nơi an toàn để trú ẩn nhưng nhìn đi nhìn lại thì không thấy tên trưởng phòng đâu. Tendo nói rằng tuy thằng cha đấy khốn nạn thật nhưng không thể thấy chết mà không cứu, vậy nên anh đã quyết định ra ngoài để cứu hắn ta. Vào lúc tên trưởng phòng sắp được đoàn tụ cùng bà tổ tiên thì nam chính xuất hiện như một siêu anh hùng đá cho con cá mập nằm trong vó. Mặc trên người bộ giáp nhìn khá ngầu lòi, anh tự tin chơi tay đôi với con cá zombie này luôn. Tên trưởng phòng chẳng những không giúp đỡ mà còn hóa thân thành báo thủ mở cánh cửa để lũ thây ma bên ngoài tràn vào. May mà có Kenichiro liều mạng lái xe nâng đến đâm vào con cá mập, nhưng bé baby shark này quá mạnh. Nó dễ dàng đẩy lùi chiếc xe vào sát tường, thấy không ổn anh chàng liền chim én khỏi nơi này bảo toàn mạng sống. Phía bên kia Tendo vì cứu lão trưởng phòng mà phải chật vật đối mặt với rất nhiều zombie, bộ giáp có thể chặn được răng của lũ thây ma này xuyên qua thế nhưng nếu bị cắn thì vẫn đau như thường. Còn thằng bạn trí cốt bên ngoài hành lang thì đang bị con cá mập xấu xí đuổi theo, hoảng quá anh phải chui qua một cái lỗ trên tường để trốn thoát. Cũng nhờ vậy mà bé baby shark này mới lao theo và cũng mắc kẹt trong cái lỗ đó. Bên này khi Tendo đang gặp nguy hiểm thì Shizuka xuất hiện như một nữ thần. Cô dùng hai chiếc loa phóng thanh để thu hút đám xác sống, sau đó dẫn dụ kẻ địch chạy đi nơi khác, nhờ đó giải vây cho nam chính. Shizuka ném hai chiếc loa sang hai bên khiến cho đám zombie đần độn cứ thế mà lao theo, ai cũng vui mừng khi cả ba đều bình an vô sự. Tên trưởng phòng chạy tới huynh hoang tỏ vẻ ta đây thì bất ngờ bị con cá mập húc cho một cái xém đăng xuất. Tendo một lần nữa liều mạng lao đến cứu hắn. Shizuka và Kenichiro thấy cảnh này liền lo lắng cho thằng bạn ngu ngốc. Lúc này người đẹp đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô dùng hai viên pin và kết nối chúng lại với nhau, nói rằng là loài cá mập có thể cảm nhận được điện trường bằng cơ quan ở mũi của nó. Cho nên cô muốn dùng bộ giáp của Tendo mà truyền điện tích từ cục pin này để tấn công con cá mập. Nếu may mắn thì có thể sẽ khiến cho nó bất động. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì nam chính đã bị hất văng cả chục thước. Kenichiro nhanh chóng ném viên pin cho thằng bạn trí cốt. Tendo dùng hết sức lực của mình nhảy lên cao rồi đấm thật mạnh vào mũi của con baby shark, khiến cho nó bị điện giật nằm rẫy đành đạch trên đất, thành công hạ gục con quái vật zombie này.
Cuối phim, những người sống sót đã cùng nhau phân chia số nhu yếu phẩm còn lại và dự định rời khỏi đây. Tên trưởng phòng bất ngờ xuất hiện yêu cầu mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Nhưng méo ai thèm nghe cái thằng một lần này nữa, đến giờ này vẫn còn sống là phước đức cho hắn lắm rồi. Còn ba người nam chính quyết định sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình phiêu lưu giữa tâm dịch. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.